Cảm ơn anh ạ. Linh, có phải là ngày xưa học A12 trường Lê Quý Đôn đúng không? Anh là ai ạ? Tuấn Minh nè. Nhìn anh khác quá. Còn Linh thì trẻ đẹp như ngày xưa. Cảm ơn anh. Xin lỗi anh. Alo. Mẹ đang ở siêu thị. Rồi, mẹ về liền. Bye bye con nha. Xin lỗi, em phải về nhà rồi. Lâu ngày mới gặp lại. Linh có thể cho mình xin số điện thoại để khi nào lên rảnh mình đi uống cà phê. Điện thoại anh số mấy? Ok, để mình bấm cho. Ok rồi. Cảm ơn anh. Linh nè, mua xong hết chưa mà vội vậy? Dạ xong rồi. Em về nha. Hẹn gặp lại. Ủa Linh chưa về hả? Đang đợi đón taxi. Vậy hả? Giờ này đón taxi hơi khó. Với lại dễ bị kẹt xe. Để mình chở về nha. Có phiền anh quá không? Không có phiền đâu. Để mình giúp cho. Mời Linh. Cảm ơn anh. Rồi, thắng đi con. Em nội. Em nội. Từ từ, coi chừng đạp chim ông nội nha. Đó, từ từ thôi. Đây, đừng làm quá nó sợ. Nội ơi. Ơi. Rio ăn nè ông nội. Rio nói tên anh Bin đi Rio. Rio ơi. Nói tên anh Bin đi Rio. Cái gì cái gì? Kêu nó tên gì vậy? Dạ, Rio ông nội. Trời đất ơi, con két người ta mà tự nhiên nó sửa lại tiếng Tây. Mắc cười quá. Kêu chị Ruby đi, kêu chị Ruby đi. Rio kêu anh Bin đi, Rio kêu anh Bin đi. Ê, nó không kêu. Anh hai con á, chú cái miệng vô mặt anh hai nó không em nói kìa. Làm gì có chuyện đó, con chim làm gì có miệng, nó chỉ có mỏ thôi. Nhưng à, em cắt ra bằng cái miệng được không? Mỏ. Bèn. Mỏ. Bèn. Ông nội, con chim nó có mỏ đúng không nội? Đúng rồi, con chim nó chỉ có cái mỏ thôi, chứ con chim làm gì có cái miệng. Cái miệng chỉ có Cubin với Ruby có thôi à. Cái miệng á, cái miệng để ăn hàng thôi. Nói rồi mà không nghe. Cãi được không? Cái mỏ. À mẹ
về đi. Mở cửa, mở cửa. Từ từ thôi, có chuyện té đó. Rồi, uống nước đi con. Ê, ông nội. Ai vậy con? Dạ, chú Minh. Chú Minh nào? Bạn của mẹ Linh. Đàn ông trên này ngộ ghê. Nó canh vợ chồng ta lục đục, nó lao nhau như bà dịch hẳn. Ông nội nói gì vậy? Ông nội nói, ông nội hiểu, con không hiểu đâu. Ở đây đi, cho nó có cặp. Ruby, dạ. Gần tới giờ ăn cơm rồi mà sao con còn ăn bánh nữa con? Con ăn một xíu thôi. À, có chuyện gì vậy mẹ? Để con ăn con nha mẹ. Ruby à, chạy cẩn thận đó con. Dạ. Trời ơi, lại có chuyện gì nữa đây? Anh Xui, anh Xui à, làm gì thế tôi mà xỉu ngang ngược vậy? Trời đất. Trời ơi, ta nói nè, con biết sao không? Mẹ ơi, gì vậy trời? Ma gì? Mẹ ơi, trời mẹ ơi, trời ơi, cái gì vậy? Mẹ ơi, ma. Cái gì vậy? Ruby, cái gì vậy con? À, tía, 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 tía. Tía ơi, tía. Tía sao vậy tía? Tía ơi. Tía. Trời đất ơi, ngoại đi chứ ma gì trời. Trời ơi, mẹ. Mẹ làm gì mà hai người này sợ vậy? Bà ngoại nè, đây là bà ngoại chứ không phải bà ma. Ma, không phải bà ngoại đâu, không phải bà ngoại đâu. Trời ơi, mày lột cái mặt nạ ra đi, con nhỏ này nó nhát lắm. Ôi ơi, thì ra tại cái mặt nạ mà nó tưởng mình là ma. Bó tay luôn, nhát quá cả hai ông cháu. Tía ơi, nè, tía. Nè, Ruby, Ruby, coi nè. Ruby, Ru. Em, bà ngoại. Ruby hết sợ hả con? Tía ơi, tỉnh lại đi tía. Ừ. Tía. Ừ. Tía con nè. Tía đang ở đâu vậy? Tía chết rồi phải không? Dạ đâu có đâu. Tía đang ở nhà vợ chồng con mà. Tía. Vậy mà tía tưởng đâu? Hắc bạch vô thường, tôi kéo tía đi chứ. Dạ đâu có đâu. Ở đây là mẹ con, chứ không có hắc bạch vô thường nào hết á. Vậy chứ ma quỷ nào mặt mày trắng xác vậy? Tôi, dạ là mẹ con. Tôi, chính là tôi đây. Bà Xui đây. Ủa? Chị Xui à? Sao mặt chị trắng tát vậy? Tôi đắp mặt nạ dưỡng da ông nội ơi. Ui, có vậy thôi mà ông xỉu. Trời, bữa nay tôi mới thấy được cái nhược của ông đó nha. Trời Phật ơi, hồi nào tới giờ tôi có biết mặt nạ, mặt móc, mặt meo gì đâu. Chị làm tôi hết hồn. Tưởng đi mấy ngày bà nhà tôi kêu hắc bạch vô thường tới bắt tôi chứ. Tầm bậy tầm bạ không à. Thôi, con nấu cơm rồi. Tía với lại mẹ xuống ăn đi. Nha. Bộ ăn cơm rồi hả? Dạ, con nói xong. Đỡ rồi ông à. Xuống giùm đi. Ngoại. Hết hồn. Bà ngoại mà cũng sợ ma nữa. Trời, thôi bỏ ra đi con. Thôi ghê con. Quá. Đi 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 đi. Mình đi tía. Tôi nghiệp anh xui quá. Coi chừng té nha tía. Con mời mẹ. Cảm ơn con. Trời ơi, nhìn cái đầu cá nghĩ lại. Con người già hơn cái đầu cá này luôn á. Cọp nó xé 8 ngày, thịt nó dai nhách mà không có ra được luôn. Mà sợ ma la làng chói lói. Lúc đó chị Xui là tôi, thử coi chị có sợ không. Tự nhiên trời tối, trong phòng chị ló cái mặt trắng tươi, ai không sợ. Ủa, nói vậy ông nội với Ruby bị ma nhát không nội? Không phải ma mà là bà ngoại á. Ủa, giờ bà ngoại là ma hả? Không. Hai đứa ăn cơm đi, nhiều chuyện quá. Ờ, con á, con đã xin phép nghỉ để mai đi chơi với Dustin chưa? À, yeah, con thích đi tắm biển, yeah, vui quá ha. Yeah, vui quá, đi tắm biển con sẽ được bơi và con sẽ được chơi cá. À, mẹ, con cũng đang tính nói chuyện với mẹ về cái vụ đi biển. Chắc là phải dời lại tuần sau, vì ngày mai con phải đi công tác. Phải đó, công việc quan trọng hơn. Đi chơi lần này không được, còn lần khác có sao đâu. Gì kỳ cục vậy? Con đã nói với mẹ là con xin phép nghỉ làm rồi mà.
Dạ, nhưng mà... Thôi 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 thôi, mẹ hiểu rồi. Ủa ngoại, sao ngoại vừa mới ăn một chút mà ngoại đi rồi? No cành hông rồi. Ủa sao ngoại ăn cứ tí xí xí mà ngoại no hay vậy? Mà ngoại là ma mà. Thôi hai đứa ăn đi, nói nhiều quá. Dạ. Ăn đi, giúp lên phòng ông nội kể chuyện thịt xanh chém chằn cho nghe. Yeah. Tía, cho hai đứa nhỏ ăn cơm giùm con. Ừ. Mẹ. Mẹ tra gì? Đừng có giận con nữa mà. Xin lỗi ha, không dám giận ha. Lần nào mẹ nói câu đó cũng đang giận chứ còn gì nữa. Biết mẹ giận mà sao làm cho mẹ giận hoài vậy? Thật lòng, con cũng muốn đưa mẹ với mấy đứa nhỏ đi chơi lắm. Với lại lâu rồi con cũng đi đâu đâu. Vậy sao con còn đổi ý? Đâu phải con muốn đâu, mà tại công việc đột xuất quá. Mà anh Duy Kha xếp con á, không có tin tưởng ai khác ngoài con, nên giao cho con đi. Chứ không phải là con né tránh Dustin hả? Trời đất, không phải như vậy đâu mẹ. Con và Dustin đâu có gì đâu mà phải né tránh. Ảnh là khách của mẹ thì cũng là khách của con. À, khi nào con đi công tác về, mình nấu bữa cơm, mời ảnh qua ăn, coi như mình xin lỗi. Nói vậy á, nghe còn chấp nhận được. Người ta có lòng mà mình cứ từ chối hoài, kỳ cục lắm con. Dạ. Mà thôi, nấu ăn nhà mất công lắm con ơi. Gặp mặt cha con Khôi là thấy thiệt em muốn nghẹt họng rồi. Nhắc tới thôi là ứa gan rồi. Mẹ à, mẹ đừng có ác cảm với ông nội của tụi nhỏ nữa. Tại tía chất phác, chứ thực ra tía dễ thương lắm. Mẹ, tía biết con thích hoa sen á, cho nên lần nào lên đây tía cũng mang cho con một bó sen hết đó. Trời đất ơi, tôi tưởng cái gì, ông hút hột xoàng hay là vàng bạc đá quý gì lên. Hốt có mớ sen thôi mà sao mà khen hoài vậy trời. Của một đồng có một lượng mà mẹ. Cái quý á là tại vì người ta quan tâm tới mình. Ông phải làm như vậy á là để ông bù lại cho cái thằng con vô tâm của ông, hiểu chưa? Thì bởi vậy con mới nói. Mà ông nội của cô Bin cũng vì tụi nhỏ cho nên muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này thôi. Trời, con nói làm như là mẹ là người muốn phá vậy đó. Không có. Mẹ, con biết là mẹ thương con, cho nên chuyện này của con mẹ để tự con xử lý nha. Không, chuyện gì cũng được, riêng chuyện thằng Khôi là không được. Mẹ đã chiều con một lần rồi, để bây giờ con ra nông nổi như vậy nè. Thằng Dustin á, nó cũng đã gãy đổ một lần rồi. Nó rất biết trân trọng cuộc sống gia đình. Chưa kể gia đình của nó là một gia đình danh giá, dòng tộc, có ăn có học. Bản thân nó là một người lịch lãm, đàng hoàng, lịch sự mà lại có sự nghiệp vững vàng nữa. Mẹ, nhưng mà chuyện vợ chồng là do duyên số mà. Không có duyên số gì hết. Hạnh phúc nằm trong tay của mình, con phải biết nắm giữ. Ngủ với ông nội có gì vui đâu mà nhảy tưng tưng vậy? Dạ, con nhớ cái vụ sáng vui quá.
Vụ gì? Dạ, cái vụ bà ngoại á, chụp ba tê bị té. Bà ngoại chụp một con ít bự gì là ăn được luôn lắm nội. Con nói nhỏ nhỏ thôi, bà ngoại nghe được bà giận là tiêu đời luôn đó. Ông nội, ông nội, mai ông nội, ông nội rải xà bông đầy nhà, mình chơi chụp ba tê tiếp nha ông nội. Con thích chơi lắm ông nội. Chi chi nha ông nội, nha ông nội. Ui da, tự nhiên ông nội cóc con. Vui quá hen. Ông nội lau nhà cả buổi, muốn gãy xương sống luôn nè. Ông nội đau lưng ông nội. Ừ. Ai vậy? Ông nội nằm xuống đây đi, con massage cho ông nội. Con đảm bảo massage xong ông nội ngủ ngon luôn. Thiệt không đó nghe? Dạ con nói thiệt, ông nội nằm xuống đi ông nội. Rồi, ông nội nằm xuống con massage cho. Ừ. Thánh thần dạ. Thiên địa ơi, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới nhờ được con cháu. Đã không nội? Đã. Ông nội. Ừ. Ở nhà con hay đấm lưng cho ba lắm, mà mỗi lần con đấm á là ba ngủ say luôn á ông nội. Đấm nhẹ nhẹ con. Dạ. Mạnh quá ông nội sụm bà chè luôn à. Dạ. Chừng nào ông đã ông nội nói con nha ông nội. Con đấm lưng cho ông nội tới khi nào mà ông nội ngủ luôn thì thôi nha ông nội. Ừ. Đã ông nội. Đã. Ê, từ từ, coi chừng gãy xương không nội nha. Sao gãy xương được ông nội? Đã không nội? Đã không nội? Vui quá mẹ ha. Nè, ngày mai mẹ đi công tác á, con với lại anh hai á, không có được hợp nhau lại phá ông nội nghe chưa? Mẹ có ước gì ông nội ở đây luôn với mình ha. Ngày nào hả ông nội cũng sẽ chơi chờ cò cá ngựa với con, rồi hả còn cho con coi chim tắm nè, xong rồi hả để vậy còn làm ngựa hả cõng con nữa mẹ. Con nặng lắm rồi, sao bắt ông nội cõng vậy? Ông nội là siêu nhân đó mẹ. Wow. Lại bày trò gì nữa đây? Con không có bày mà. Hả hồi chiều á, ông nội lau nhà làm đổ nước xà bông xuống sàn nhà, coi với anh hai đi mém chút nữa té luôn. Mà hả ông nội đỡ cái một trúng luôn á mẹ. Hay không mẹ? Hay quá ha. Không có chơi trò đó nữa nha. Lần sau á mà như vậy á, là ba ông cháu té luôn đó, nghe chưa? Dạ. Hay là mẹ nói hả ông nội hả ở đây luôn đi mẹ. Không được đâu, ông nội ở dưới quê mà mấy người người ta ở dưới quê quen rồi á, người ta lên thành phố người ta ở không có được đâu. Con thấy ông nội ở dưới quê một mình buồn lắm, con thương nội lắm. Mẹ cũng thương ông nội nữa. Ruby, đi qua ngủ với bà ngoại để sáng mai mẹ con còn đi công tác nữa nha con. Dạ. Con ngủ ngon. Con qua ngoại nha mẹ.